từ năm khác đây rồi trứng luôn. Còn con này à. Ồ lên trứng luôn anh. Ồ mà trứng đỏ. Con này đem ra miền Trung nữa là thời gian nó ép đẻ. Con này trứng mà con thấy không dở luôn nè. Ồ. Con hết kìa. Trời ơi con nó vàng tươi kìa. Con ăn đỏ anh. Lên rồi. Con đó là trứng nhiều luôn á. Nó thả anh đạt. Ủa kẹp, đỏ kè luôn á. Ê, con đó con tôm vàng hả? Không, nó tôm vàng không? Nãy giờ anh có thấy tôm vàng nào không? Chưa thấy giờ tôm vàng. Nè, nè, nè. Nhờ lên cát luôn. Con này hả? Đúng rồi, anh cầm dơ lên. Ồ, mà đã không? Này gần đẻ anh khoảng ép khoảng nửa tháng nữa đẻ. Vậy là mình bỏ đây mình nuôi đem gì đó đi. Phải đem gì miền Trung á, miền Trung mới có. Ok, quá này em. Đẻ đó, bỏ vô Trung Lan đẻ đó.